đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2017. Nóng bức. Mệt mỏi. 16 giờ và 23 giờ hàng ngày trên VTV7 ôn tập tất cả các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Giáo dục Công dân. Tương tác và làm bài tập qua website và Facebook của chương trình. Hãy cùng VTV7 chinh phục kỳ thi! Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học hôm nay. Hi, xin chào tất cả các em và thầy trò chúng ta lại gặp nhau trong chương trình chinh phục kỳ thi quốc gia năm 2017 và ta lại trở lại với môn hóa học cùng với thầy Phi. Và năm nay, thay lời mở đầu, thầy xin chúc tất cả các em có một mùa thi rất thành công nhờ những sự thay đổi cực kỳ thú vị và rất có lợi cho các em. Thầy chúc các em năm nay tất cả đều đỗ được vào trường ưng ý nhất cho riêng mình. Và chúng ta cùng bắt đầu với môn hóa học. Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tổng kết lại toàn bộ những kiến thức trọng tâm và có liên quan đến chương Estelipid. Đây là chương mở đầu của toàn bộ chương trình lớp 12 và là trong một trong năm nội dung quan trọng bậc nhất của chương trình. Và chúng ta sẽ cùng đi sâu vào những nội dung cụ thể. Nhưng nhớ là để cho kiến thức của các em được hệ thống một cách đơn giản, rõ ràng thì thầy sẽ giúp các em sơ đồ hóa lại toàn bộ chương Estelipid này trong một sơ đồ rất thú vị. Và thầy cho chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm sơ đồ ngay bây giờ. Và chúng ta sẽ cùng tổng kết các nội dung lý thuyết có liên quan đến este và lipid có mặt trong chương trình xe khoa lớp 12. Và đây chính là chương mở đầu cho sách giáo khoa lớp 12 của các em. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Este lipid chúng ta cần nhớ một số nội dung chính như sau. Nội dung đầu tiên chính là công thức chung và danh pháp của este lipid. Thứ hai chúng ta cần nhớ chính là tính chất vật lý của este lipid. Và trước khi đi đến tính chất hóa học của este lipid thì ta cần nói về điều chế este lipid trước để xem là este sinh ra từ các phản nào sau đó ta sẽ nói về tính chất hóa học đây chính là nội dung quan trọng nhất và cũng là những câu hỏi chính trọng tâm nhất có liên quan đến phần ester lipid này cuối cùng ta sẽ cùng tổng kết các nội dung có liên quan về lipid và chất béo từ đó chúng ta sẽ đi sâu hơn về từng nội dung đầu tiên là về công thức chung và danh pháp thì công thức chung nhất đơn giản nhất đầu tiên về ester đấy là RCO-R và công thức này cũng chính là khái niệm của este Tức là khi ta thay thế H trong axit RCOH bằng một gốc R er của một ancol Các em thấy không ạ? Thì ta thu được este Thế tuy nhiên công thức của este phức tạp hơn như vậy Khi chúng ta có este không no, este no, este đơn chức cũng như este đa chức và chúng ta sẽ đi nó cụ thể hơn sau Và cuối cùng chúng ta sẽ nói về Danh pháp của ST xây dựng như thế nào thì đầu tiên là về công thức tổng quát thì ST no đơn chức mạch hở, ST không no đơn chức và ST đa chức sẽ có những công thức khác nhau cụ thể để các em bắt đầu từng loại bài tập khác nhau. Chúng ta đi vào, nếu như ST no đơn chức mạch hở mà dùng cho phản ứng đốt cháy thì làm sao để em phải hiển thị được đầy đủ số carbon, số hydro và số oxy, nên thông thường nó sẽ là CNH2NO2, còn trong các phản ứng liên quan đến thủy phân, phản ứng của nhóm chức thì em nên để là CNH2N cộng 1, CO, 2 m cộng 1. Còn ST không no đơn chức thì trong các phản ứng liên quan đến đốt cháy em sẽ để nó là CNH2N trừ 2K O2 bởi vì bản thân nó đã có một liên kết pi sẵn ở trong nhóm chức, nó có K liên kết pi trong mạch nữa nên nó có công thức như vậy. Và để cho các phản ứng của nhóm chức thì hay nhất là em để RCO, Và việc của em là đi tìm R và R còn đối với ester đa chức thì ta sẽ có hai loại là ester đa chức do axit đa chức và thứ hai là ester đa chức do ancol đa chức. Các em cùng quan sát. Và ở đây các em cũng thể tự suy nghĩ cho mình trường hợp nào là ester đa chức do axit đa chức, còn trường hợp nào là do ancol đa chức. Và chúng ta sẽ cùng tổng kết cách gọi tên đầy đủ nhất liên quan đến este Thì danh pháp của este đơn giản nhất chính là Tên của este sẽ gồm có tên của gốc R của ancol. Sau đó em cộng với cả cái tên thường của axit, nhưng lúc này em bỏ cái đuôi x của axit đi và thay nó bằng đuôi at. Ví dụ như là metin format chẳng hạn. Như vậy đã tổng kết đầy đủ về công thức chung và danh pháp của ester lipid. Sau đó chúng ta sẽ cùng đến với tính chất vật lý của ester lipid. Thì tính chất vật lý các em cần nhớ là ester thì là những chất nhớ kỹ nhé là tan ít trong nước. Ngoài ra nó là những chất dễ bài hơi tức là khi em đun nóng hay cô cạn dung dịch thì este sẽ lập tức bay hơi và cuối cùng đó là chúng luôn có mùi đặc trưng và thầy trò chúng ta sẽ không đủ thời gian để nói hết về tất cả mùi của tất cả các este mà các em được học nhưng ta chỉ cần lưu ý một số những este có mùi đặc trưng mà ta hay gặp nhất như là isoamin acetat mùi dầu chuối hoặc metin salicylat cho em vẫn còn nhớ quảng cáo salon Pad, đúng không ạ metin salicylat mùi dầu gió và những cái khác nữa và đây em cũng nhớ luôn được cả công thức cũng như tên gọi và bảng này các em sẽ có đi kèm với phần kiến thức của các em, chúng ta sẽ cùng đi tiếp sang nội dung tiếp theo, đó chính là điều chế este thế nào. Thì điều chế este chúng ta có ba cách cơ bản nhất để các em cùng nhớ. Thứ nhất, đối với các este cơ bản và đơn giản, thì phản ứng của chúng ta sẽ là phản ứng este hóa đi từ axit và ancol tương ứng. Phản ứng này xảy ra trong môi trường sử dụng axit sunfuric đặc làm xúc tác và đây là một phản ứng thuận nghịch hai chiều. Hãy nhớ kỹ chuyện này, cái này rất hay được khai thác trong các câu hỏi lý thuyết của các em. Tiếp đó, em thể điều chế được este từ anhydrid acid và phenol. Đây là este đặc trưng của phenol. Và trong những năm gần đây thì đây là một loại bài tập kiếm 10 điểm của các em. Ngoài ra còn một cách nữa để điều chế este, đó là từ phản ứng của axit với ankin. Vậy, các nhớ lại luôn được ba phản ứng quan trọng nhất dùng để điều chế ra este. Và chúng ta cùng đến cuối cùng nữa. quan trọng nhất, không phải cuối cùng mà quan trọng nhất của este, đấy chính là tính chất hóa học tính chất hóa học của este có thể liệt kê ra đây ba tính chất cơ bản nhất thứ nhất là phản ứng thủy phân thứ hai là phản ứng của gốc hydrocarbon và thứ ba là phản ứng của toàn bộ phân tử este chính là phản ứng oxy hóa hoàn toàn hay còn gọi là phản ứng đốt cháy cụ thể hơn ta sẽ đi vào từng phản ứng này thì nhớ là phản ứng thủy phân thì sẽ có thủy phân trong môi trường kiềm và thủy phân trong môi trường axit phản ứng của gốc hydrocarbon á thì có ba phản ứng cơ bản nhất mà các em cần nhớ là phản ứng trắng bạc của các gốc HCO tức là các gốc liên quan đến este của format hay còn gọi là formiat đấy và phản ứng mất màu dung dịch nước brom của các este không no và các este cũng của formiat cuối cùng là phản ứng trùng hợp phản ứng trùng hợp của este chủ yếu xảy ra với este không no và trong này có phản ứng rất quan trọng liên quan đến điều chế ra thủy tinh hữu cơ mà rất hay được hỏi trong chương trình của các em cuối cùng là phản ứng oxy hóa hay còn gọi là phản ứng đốt cháy và ta sẽ đi vào cụ thể hơn trong môi trường kiềm phản ứng sẽ như thế nào thì hãy nhớ cái thứ mà hay được hỏi nhất trong cơ hỏi lý thuyết đây chính là phản ứng trong môi trường kiềm là phản ứng thủy phân một chiều trong khi đó trong môi trường axit phản ứng thủy phân lại là phản ứng hai chiều và đây là nước trong khi phản ứng trên đã thu được muối và ancol phản ứng dưới lại thu được axit và ancol nhưng điều thú vị là không phải lúc nào ta cũng thu được ancol nên hãy nhớ luôn cho thầy là phản ứng thủy phân của các este đặc biệt gồm có thủy phân este thu được aldehyd và muối Thủy phân este thu được ceton và muối Và thủy phân este thu được hai muối và nước Đó là nội dung rất cần lưu ý Vừa có mặt trong câu hỏi lý thuyết Và vừa có mặt trong câu hỏi bài tập Kế đó là các phản ứng của gốc Các phản ứng của gốc này thì thường được đan xen rất khéo léo vào Trong các câu hỏi của các em Cũng có phản ứng tráng bạc hay được khai thác nhất Chính là phản ứng của cái gốc HCOR Và nhớ là em không cần viết hết phản ứng này Em chỉ cần nhớ là gốc này sinh ra được hai bạc thế là rất đầy đủ rồi. Kế đó, phản ứng mất màu nước brom thì HCOR phẩy hoặc ST không no, có thể phần không no nằm ở R hoặc R phẩy đều có khả năng làm mất màu nước brom. Cuối cùng, trùng hợp thì nhớ cần nhớ nhất cho thầy, đấy là phản ứng trùng hợp của vinyl acetate ra PVA và phản ứng trùng hợp của metin meta acrylic metin meta để ra thủy tinh hữu cơ và đây là hai phản ứng các em có thể nhìn thấy ngay và cuối cùng phản ứng đốt cháy. Phản ứng đốt cháy của este thì có rất nhiều phản ứng khác nhau với tỷ lệ khác nhau nhưng cần nhớ nhất cho thầy là phản ứng đốt cháy này thì cần nhớ nhất chính là đốt cháy của este no đơn chức mạch hở sẽ có số mol nước bằng với số mol CO2. Vậy đã tổng kết được xong các tính chất hóa học của este rất đơn giản bằng một sơ đồ và em có thể tự hệ thống nó cho chính mình rất đơn giản. Cuối cùng đó chính là lipid và chất béo. Lipid và chất béo này thường xuất hiện trong câu hỏi lý thuyết nhiều hơn. Vì những năm gần đây thì phần này những loại bài tập có tương ứng ấy cũng đã cắt bớt đi rất nhiều Nên hãy chú ý cho thầy phần này về mặt lý thuyết Nó gồm có, thứ nhất, lipid không phải là chất béo Mà chất béo là một loại lipid trong số 4 loại gồm sáp ong, steroid và phospholipid Và cụ thể là cái quan trọng nhất chúng ta cần học đấy chính là chất béo Thì chất béo sẽ bao gồm, thứ nhất là khái niệm về chất béo Thứ hai là ta sẽ cần nói về công thức cũng như danh pháp của chất béo Thứ ba, ta cần nói về công thức. Thứ tư chính là các axit béo đã tạo nên chất béo. Và sau đó thầy sẽ mô tả cụ thể cho các em. Nhớ là axit béo sẽ có axit béo no gồm có axit palmitic và axit stearic cùng với hai axit béo không no là axit oleic và axit linoleic. Và nhớ kỹ là các axit béo này là các axit mà có khối lượng phân tử lớn và có số carbon chẵn hoặc 16 hoặc 18 carbon. Vậy, ta đi cụ thể hơn một chút xem khái niệm của chất béo là gì. Mà hay nhất là khái niệm chất béo cực kỳ được hay hỏi, hay hỏi trong các câu hỏi lý thuyết của các em. Hãy nhớ, chất béo chính là GST của glycerol và axit béo. Câu này cực kỳ hay được khai thác trong các câu hỏi đúng sai của đề thi. Ví dụ, chất béo là DST của ethylene glycol và axit béo đúng hay sai? Hoặc DST của glycerol và các axit béo đúng hay sai? thì rất hay ở chỗ là em chỉ cần nhớ một câu ngắn gọn em thể trả lời, trả lời được rất nhiều câu hỏi khác nhau về danh pháp thì nhớ là tên chất béo có hai cách gọi chính thứ nhất là em có thể lấy tên các axit béo đỏ bỏ đuôi x đi cộng đuôi in ví như, như là ba lần axit palmitic em thể gọi là chi palmitin rất đơn giản hoặc tên chất béo sẽ bằng tên các axit béo cộng với oin cộng với glycerol tuy nhiên tên phía trên hay gặp hơn cho các em nên các em cần ghi nhớ cho tôi trên trên là đủ rồi còn công thức thì nhớ là công thức chung nhất cho chất béo chính là rco 3 lần c 3 h 5 hãy ghi nhớ cho tôi điều đó và cuối cùng phân loại chất béo thì hãy nhớ chất béo được phân làm hai loại cơ bản nhất là chất béo rắn sinh ra từ mỡ động vật và chất béo lỏng chủ yếu có mặt trong các loại dầu thực vật và nhớ kỹ là chất béo rắn có trong mỡ động vật chủ yếu đấy thì chủ yếu được tạo nên từ các axit béo no trong khi đó chất béo lỏng thì chủ yếu được tạo nên từ các axit béo không no như các em đang thấy ở đây và cái hay nhất ở chỗ là những chất béo ở dạng lỏng khi được hydro hóa tức là cộng hydro có thể tạo ra các chất béo rắn và như vậy thầy cho chúng ta đã tổng kết được toàn bộ về ester lipid có thể nhìn lại qua cả sơ đồ và việc của các em rất đơn giản vì chúng ta đã được phát liên quan đến phần tổng kết ester và sơ đồ hóa tư duy này, các em hãy để tự điền để cho mình và tự ghi nhớ lấy toàn bộ kiến thức tương ứng. Sau khi đã viết chắc chắn lại các phản ứng, thì chúng ta sẽ đi đến những câu hỏi trắc nghiệm có liên quan về phần phản ứng của ester. Các em cùng quan sát câu hỏi như sau: trường hợp nào dưới đây tạo ra sản phẩm là ancol và muối natri của axit carboxylic ở đây ta có bốn đáp án. Đáp thứ nhất đó là phản ứng của ch 3 coch 2 CH nối đôi CH2 với nào hát. Phản ứng thứ hai là của HCOCH CH nối đôi CH CH3 với nào hát. Phản ứng thứ ba là ch 3 co C6H5 với nào hát. Phản ứng số 4 đấy là CH3CO, ch 3 coch nối đôi CH2 với nào hát. Hãy quan sát cả bốn phản ứng này và hãy thử suy nghĩ xem trường hợp nào thu được ancol và muối và quan trọng nhất đây em đương nhiên sẽ thu được muối của axit carboxylic rồi còn quan trọng là có thu được ancol hay không thì để hiểu được bài tập này một cách chính xác nhất hãy xẻ cái nhóm co này ra em có quan sát này thì cái phần mà của co này gắn với natri thì đương nhiên em thu được muối của axit rồi đúng nhỉ và quan trọng hơn là khi oh đi vào hãy nhớ nhé oh đi vào phần gốc r thì khi nào OH gắn với một carbon no em sẽ thu được một ancol còn nếu gắn một carbon không no nhớ là OH sẽ đi vào đây nó sẽ gắn với carbon không no thì em không bao giờ thu được ancol cả. trong trường hợp này em sẽ thu được một anđehit ở trường hợp dưới này khi OH đi vào đây nó sẽ gắn với gốc phenyl em thu được C6H5 OH. Và nếu như nào NaOH dùng dư, em còn thu được C6H5 ONA, tức là em cũng không thu được ancol. Trường cuối cùng, cũng tương tự như vậy, OH đi vào gốc hydrocarbon không no, tức là gắn với carbon không no thì em không bao giờ thu được ancol cả. Và trường hợp duy nhất ở đây em thu được ancol, đây là đáp án A. Bởi vì đáp án A, OH sẽ đi vào carbon no. Và lúc đó em thu được một ancol không no chính là ancol anilic. Như vậy, đây chính là cách để em tư duy đúng, làm đúng và hiểu các phản ứng một cách chính xác nhất. Hãy hiểu rõ các nhóm đi vào đâu thì em sẽ tìm được đáp án tốt nhất cho câu hỏi của mình. Ở câu hỏi tiếp theo, nhớ kỹ đáp án của chúng ta là A. Ở câu hỏi tiếp theo, cho các este ở đây gồm có benzin format, vinyl acetate, ethyl propionate, methyl acrylate, phenyl acetate, năm chất tất cả dãy gồm các este đều phản ứng được với natri hydroxit đun nóng sinh ra ancol gồm bao nhiêu chất. Thì đây ta thấy là có những đáp án tương ứng như các em đang thấy. Và đây là một câu hỏi rất thú vị ở chỗ. Rất nhiều học sinh nắm phản ứng của este cực kỳ chắc nhưng làm câu này sai. Vì sao? Chỉ đơn giản bởi vì các em nắm tên không chính xác. Thế nên khi em nhìn thấy tên, rất nhiều bạn nhìn thấy tên là bài này bỏ luôn. Vì em chẳng hiểu đây là viết cái gì cả. Giống như một tiếng nước ngoài nào đó. Đúng không ạ? Các em cần nhớ đầy đủ các lý thuyết ngắn nhỏ của este để tổng hợp lại thành được những bài tập như các em đã thấy ở đây và lưu ý luôn bài này cái kỹ thuật để chúng ta làm hay nhất đấy là các em không bao giờ đọc chất số 3 chất số 3 đáp án nào cũng có đúng không như vậy thì ở đây hiệu quả nhất là chất số 3 em không đọc rồi thì em quan sát ngay chất số 2 và chất số 1 những chất này có mặt được khá nhiều đáp án nếu nó đúng thì tốt mà không đúng em loại được rất nhiều đáp án Thì đây tôi có là benzin format như vậy là benzin format thì gốc này là gốc mà học sinh cực kỳ hay nhầm. Gốc này sẽ là benzin format này. Benzin format này thì thoạt nhìn đã tưởng nó giống với phenol nhưng không hề. Giống gốc phenin nhưng không hề. Bởi vì cái carbon gắn với CO là carbon no. Vậy nên nó sẽ sinh ra ancol và số 1 đúng. Khi số 1 đúng thì đáp án nào không có 1 sẽ sai. Em loại được B và D. Như vậy em chỉ cần nhìn tiếp chất số 2 thôi. Chất số 2 là vinyl Thật tuyệt vời khi vinyl chính là chất trong đáp án D của câu trên. Vinyl Và chất này sinh ra anđehit acetic nên đương nhiên nó không thể sinh ra ancol. Vậy hai là một chất không chính xác. Loại hai. Nếu đáp án nào có hai em gạch đi. Vậy ở đây ta chỉ còn lại một đáp án duy nhất có khả năng đúng, Đấy chính là đáp án C các em. Em khoanh C. Và điều thú vị nằm ở chỗ em không phải đọc tất cả các đáp án các chất để tìm ra đáp án đúng mà em chỉ cần đọc hai chất để tìm ra đáp án đúng mà thôi vậy nên bài tập sẽ làm nhanh hơn rất nhiều và chính xác hơn rất nhiều vì em không bị rơi vào đáp án nhiễu chúng ta cùng bước sang dạng thứ hai cũng rất hay được khai thác trong kỳ thi của chúng ta và cái hay ở chỗ là đây là những câu hỏi cực kỳ cơ bản và rất dễ kiếm điểm cho các em ta sẽ cùng quan sát một số câu hỏi nhé đây chính là danh pháp của este cụ thể benzin lacetat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo nào sau đây rất hay là chúng ta vừa nhắc đến liệu các em có nhớ không hãy cùng quan sát trong số 4 chất ta cần phải phân loại ra đâu là phần liên quan đến ancol đâu là phần liên quan đến axit và benzin là gốc như thế nào thì nhớ thầy là benzin là phần của ancol và ancol luôn được gọi trước vậy nên là mà nó được viết sau nhé nên hết sức lưu ý là em hay quên cho nó và acetat sẽ là ch 3 co vậy nên là những hợp chất nào có ch 3 co ta thấy nó sẽ đúng như vậy là b và d có khả năng đúng nhưng lưu ý là benzin rất nhiều em nghĩ benzin nó giống với benzen Tức là C6H5 Em thấy trường hợp D đúng hơn Và em đã sai Cái hay ở chỗ là benzin là gốc C6H5 CH2 Tức là đáp án duy nhất ở đây đúng Chính là đáp án B Một câu hỏi rất đơn giản Nhưng muốn kiếm điểm của nó Em cần phải nắm chắc những kiến thức cơ bản Liên quan đến lipid Và chúng ta đã gỡ xong bài tập này Ta cùng đi tiếp sang một câu hỏi hay hơn Câu hỏi như sau Khi đốt cháy hoàn toàn một este no Đơn chức thì số mol CO2 sinh ra, dioxide sinh ra đúng bằng số mol oxy đã phản ứng. Tên gọi của ST là gì? Trong số những tên gọi sau đây. Đây là một câu hỏi đã từng được dùng trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia trong vài năm gần đây. Các em có thể tự tìm lại nhé. Ở đây ta có etin acetate, methyl acetate, metin format và n propin Vậy ST nào sẽ có phản ứng đốt cháy mà số mol CO2 sinh ra đúng bằng số mol oxy đã sử dụng? ở đây em cần lưu ý thế này hãy thử tự giải cho mình trước khi chúng ta cùng quan sát tiết đáp án em thấy ở đây thú vị nhất ở chỗ là nếu như số mol của CO2 bằng số mol của oxy thì hệ số của nó trong phản ứng phải bằng nhau nên tôi thấy thế này no lên trước mạch hở tôi tạm gọi công thức là CnH2nO2 có trong phần công thức tổng quát và đây cũng là phản ứng đốt cháy đúng không nhỉ vậy ta sẽ đốt cháy nó thì em sẽ thu được này ở đây số mol của CO2 đúng chưa ạ NCO2 và số môn oxy no phải bằng nhau và cái hay nhất nằm ở chỗ em đã quan sát được như vậy số oxy này chỉ đủ đốt cháy toàn bộ carbon để sinh ra NCO2 có đúng không? đúng NO2 luôn vậy thì oxy trong nước từ đâu ra? rõ ràng là oxy để đốt cháy hydro sinh ra nước chính là oxy sẵn có trong este như vậy là có hai NH đúng hai N đây rồi Nó sinh ra N nước mà. Thì n oxy đúng bằng số oxy ban đầu Tức là 2 bằng với n Vậy đương nhiên n bằng 2 Và n bằng 2 Thì công thức của este phải là C2H4O2 Mà C2H4O2 Thì là este nào Phải có một bước nữa để truyền trở lại Thành tên gọi để giúp kem giải quyết bài tập này Thế nhớ là C2H4O2 ý, Mà có 2 carbon Mà đây là kiểu của este no đứng trước ý, Thì chỉ có một este duy nhất thỏa mãn thôi Là HCO2 CH3. Bởi vì nó phải có một carbon trong CO và một carbon trong phần của ancol. Như vậy đây là công thức thỏa mãn duy nhất, cũng đồng nghĩa nó tên là metin formiat, tức là đáp án C của chúng ta. Nhưng trước khi khoanh đáp án C, chúng ta rút ra một kinh nghiệm cực kỳ tuyệt vời ở đây và nó còn gặp rất nhiều lần câu hỏi này trong các bài tập khác của các em nữa. Đó chính là khi em đốt hợp chất mà có dạng là C, N, H2O, M lần chính là các carbon hydrat mà chúng ta học trong chương trình chương thứ hai em thấy là với chất này thì H luôn được đốt với oxy với tỷ lệ vừa đủ tức là nước ở đây không tiêu thụ oxy một tí nào và toàn bộ oxy dùng để đốt carbon và tất cả những hợp chất họ này đều có đặc trưng là số mol CO2 đúng bằng số mol oxy đã phản ứng hãy nhớ kỹ để các em luôn luôn chọn đúng ở những câu hỏi tương tự và tìm ra quy luật từ những bài nhỏ như vậy vậy đáp án ở đây đương nhiên là đáp án C Methine formate và từ một bài tập nhỏ Ta tìm được một quy luật cực kỳ thú vị để làm các bài tập khác. Chúng ta cùng đi tiếp sang một câu hỏi tiếp theo như sau. Các cùng quan sát. Ở trong câu hỏi này, ta thủy phân STZ trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ là X và Y. Nhớ kỹ là phân tử lượng của X nhỏ hơn phân tử khối của Y. Bằng một phản ứng có thể chuyển hóa X thành Y thì chất Z không thể là chất nào sau đây. Ở đây có metin formiat, vinin acrylat, etin lacetat và vinin lacetat. Như vậy rõ ràng câu hỏi này. Mà khi em không chuyển hóa được từ tên sang công thức rồi nhớ được phản ứng của este thì em không tài nào có thể làm được. Mặc dù đây được xếp vào những câu hỏi cho điểm cho thí sinh. Mà lý thuyết năm nay rất nhiều. Nên những câu này mà em làm không chắc mất điểm rất đáng tiếc. Mà rất nhiều bạn thậm chí đi học khoanh câu này rồi nhưng không động lại kiến thức gì cả. Đến lúc làm lại vẫn sai và những câu đơn giản hãy làm thật chắc để khi em thi em có điểm số vững chắc ở tầm 7 điểm sau đó những phần còn lại em thích làm đến đâu thì tùy em đúng không ạ vậy nên ta sẽ xử lý câu hỏi này chắc chắn nhất em cùng quan sát ta thấy là ở đây ta phải hiểu rõ tất cả các công thức cấu tạo của các st mà đề bài đã cho metin formiat có công thức là hcoch 3 như các em đang thấy như vậy khi thủy phân trong môi trường axit nó sẽ thu được axit formic cũng như là Metanol Kế đó, vinin Acrylate Vinin Acrylate thì có công thức là CH2 nối đôi CH, CO, CH nối đôi CH2. Em nhìn hai phần cấu tạo này của nó cực kỳ giống nhau. Thế khi thủy phân trong môi trường axit nhớ kỹ là những bạn mà nghĩ nông ở bước 1 khi tưởng tượng ra công thức của este mà không tưởng tượng ra phản ứng thủy phân trong môi trường axit thì bạn chỉ dừng ở đây và thấy là cái este này rõ ràng là hai phần cấu tạo của nó cực kỳ giống nhau và các bạn rất dễ sai lầm ở chỗ đó. Khi thủy phân, hãy nhớ là em thu được vì phần ancol này không no, nên khi thủy phân em thu được anđehit và một axit không no. Còn ethyl acetate quá quen thuộc rồi. Em thu được axit acetic cùng với ethanol hay là ancol ethylic. Và cuối cùng chính là vinyl acetate là CH3CO CH nối đôi CH2. Chất này khi thủy phân trong môi trường axit, em sẽ thu được acid acetic cùng với aldehyde acetic và nhìn vào bốn đáp án vậy đáp án đúng là đáp án nào vậy em là còn cần thêm một kiến thức ở cấp thứ ba nữa là từ chất a là chất x điều chế ra chất y thế nào đúng không nhỉ như vậy từ chất x ở đây ancol metylic có thể chuyển hóa được thành axit tương ứng bằng phản ứng oxy hóa tương tự như thế ancol etilic lên men cũng thu được axit acetic vậy đáp án B, A và C không thể xảy ra. Và cái hay ở chỗ là em chuyển nhớ số carbon của nó đúng bằng nhau thì nó có thể chuyển hóa lẫn nhau được từ ancol sang axit. Nhưng ta còn đáp án B và D. Đáp án B và D cùng thu được một axit và một aldehyde. Nhưng cái hay ở chỗ aldehyde trong phản ứng D có thể thu được axit tương ứng bằng oxy hóa vì số carbon bằng nhau. Trong khi đó ở đáp án B, axit và aldehyde có số carbon không bằng nhau. Mặc dù cấu tạo rất giống nhau trong công thức của ST nhưng không thể có phản ứng nào từ anđehit ra axit tương ứng vậy nên chất mà chúng ta cần chọn ở đây chính là chất ở đáp án B tức là vinyl acrylate và ta kết thúc câu hỏi ở đây trong khi những câu hỏi ở hai dạng trước của các em chủ yếu là câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Khó hơn một chút đến mức độ thông hiểu rồi, nhưng chưa đến mức độ cao hơn, tức là mức độ vận dụng. Và những câu hỏi vận dụng là những câu hỏi kiếm điểm cao hơn ở mức 7 điểm đến 8 điểm cho các em. Nó nằm ở phần các câu hỏi lựa chọn phương án đúng sai. Bởi vì lúc này các em cần kiến thức tổng quát hơn rất nhiều và các em cần chú ý một số những lưu ý quan trọng sau để làm những câu hỏi đúng sai cho chính xác và kiếm trọn vẹn điểm ở phần này. Đó là hãy lưu ý cho tôi là đề bài hỏi ý đúng hay ý sai. Nhiều bạn sẽ thấy hỏi câu này của thầy lưu ý buồn cười quá. Em đâu có cần như vậy đâu. Thực ra là nó rất cần cho các em. Bởi vì khi chúng ta làm một bài tập chậm chậm thì các em có thể nhớ nó rất nhanh. Nhưng khi gặp một đề thi, khi em làm một câu với thời lượng 1 phút 25 giây thì em đọc rất nhanh. Và em đọc rất nhanh dẫn đến chuyện em nhầm giữa đáp án không đúng với đáp án đúng. Em đọc lướt qua thì thấy lưu lại chữ đúng trong khi nó là đáp án không đúng vậy nên hãy phải hiểu đúng và chính xác người ta hỏi đúng hay sai hãy cùng quan sát đúng thì người ta viết thế nào và sai viết thế nào và ghi nhớ những cụm từ mà em cần đúng người ta sẽ hỏi là phát biểu đúng nào sau đây hoặc phát biểu nào sau đây đúng còn sai thì người ta ghi là phát biểu nào sau đây không đúng hoặc phát biểu nào sau đây sai có thể nói là kết luận nào sau đây chính xác hay phát biểu nào sau đây chính xác hoặc kết luận nào sau đây không chính xác hay chưa chính xác thứ ba đó là phản ứng nào có thể xảy ra hoặc những trường hợp nào không xảy ra phản ứng hoặc không có phản ứng thứ tư đó chính là kết luận nào phù hợp với cấu tạo sau phù hợp còn sai sẽ là những kết luận nào những chất nào không phù hợp với dữ kiện đề bài vậy lưu ý kỹ cái từ mà giúp chúng ta nhận biết ra ta cần sai hay đúng đấy chính là chữ không cứ có không là phủ định và phủ định này người ta không bao giờ hỏi em không sai người ta chỉ hỏi em không đúng thôi và nó chính là đáp bàn sai hãy nhớ kỹ chuyện đó và có thêm một vài lưu ý nhỏ nữa để ta làm bài tập tốt hơn đó chính là thứ nhất để làm chính xác hãy nhớ cho thầy là những dữ kiện có những dữ kiện mà đúng rồi cảm thấy rất đúng nhưng nó đòi hỏi đúng trong mọi trường hợp thì em chỉ cần tìm ra một ví dụ nó sai là nó sẽ sai hoàn toàn và đúng nhưng lại không đầy đủ tức là một cái định nghĩa rất dài nhưng thiếu một chi tiết nhỏ trong đó là nó sẽ sai Vậy nên hãy nhớ Những cái nào đòi hỏi tất cả và luôn đúng Phải cẩn thận Cái nào mà viết không đầy đủ Viết ngắn gọn quá Hãy cẩn thận Chú ý thứ hai Đó là những phương án nào Mà trái nghĩa với nhau Thì sẽ có một trong hai phương án đó Chắc chắn đúng Vì sao vậy? Hoặc chắc chắn sai Mà đề sẽ hỏi đúng hoặc sai Thì em không cần đọc hai phương án khác nữa Vì sao? Bởi vì nó ngược nghĩa nhau Thì A đúng, B sẽ sai Hoặc A sai, B sẽ đúng vậy nên chắc chắn là ta sẽ chọn một trong hai phương án đó đúng không ạ và cuối cùng hãy nhớ là những phương án nào em cảm thấy không thể chắc chắn là đúng hay sai mà ta cần chọn thì em hãy dùng phương pháp khác ngược lại để tìm ra đáp án cuối cùng của em đó chính là loại trừ đi các phương án mà em chắc chắn là không chọn cái phương án hoặc đúng hoặc sai mà ta không cần đến nó vậy những chú ý này đơn giản thôi nhưng em giúp em làm bài tập đúng sai cực kỳ chính xác và em chọn vẹn điểm ở phần này ta sẽ cùng bắt đầu ở đây ta có một ví dụ nho nhỏ như sau Chọn các phát biểu không đúng Nhớ kỹ là không đúng Vinilacetat là đồng phân với metin acrylate Vinilacetat tác dụng được với dung dịch natrihydroxit Thu được dung dịch trong đó có hai muối Isopropyl có thể cho được phản ứng trắng gương Alin propionat tác dụng đối với dung dịch natrihydroxit Thu được muối và aldehyde như vậy rõ ràng là ở đây em cần phải tổng hòa giữa kiến thức giữa tên gọi công thức phân tử tên gọi và tính chất hóa học của hexane. Như vậy là kiến thức tổng hợp hơn, đòi hỏi chúng ta có tư duy cao hơn. Ta sẽ quan sát công thức cấu tạo của từng chất để tìm ra phương án nào chính là phương án không đúng mà ta cần tìm. Thứ nhất, vinyl có công thức phân tử thuốc tổng quát là C3COCH2 nối đôi CH2. Đúng chưa? Còn metin aquilat là CH2 nối đôi CH ch 3 Và chúng các nhìn qua, nó chỉ là đào chỗ hai gốc R và R phẩy. Đúng chưa? Chúng cùng có công thức phân tử là C4. H6 O2. Và khi công thức phân tử của chúng giống nhau như vậy thì chúng là đồng phân của nhau. Vậy đáp án A là một đáp án đúng mà ta không cần đáp án đúng. B. Phenylacetate tác dụng với natri hydroxit thu được hai muối. Quá đúng, ta tổng kết ester đặc biệt này ở trong phần lý thuyết rồi. Ta đương nhiên sẽ thu được hai muối là muối của acid acetic và muối phenolat. Vậy B cũng là phương án đúng. C thì sao? Isopropin formiat tức là HCO isopropin sẽ là C3H7 cái tuyên C3H7 ở dạng iso. Nhưng không quan trọng. Cái quan trọng nằm ở đây chính là formiat tức là HCO. HCO gốc này có phản ứng tráng bạc, chính xác. Vậy nên rõ ràng C cũng đúng. Vậy chỉ còn lại đúng một đáp án. Chắc chắn đáp án sai bằng phương pháp ta loại trừ hoặc em thể hiểu chính xác phần kiến thức này là anilin propionat. Khi tác dụng với nào hát thu được. Ở đây như ví dụ đầu tiên chúng ta đã nói đến, gốc anilin này sẽ thủy phân sinh ra ancol anilic và đương nhiên nó là một ancol và không thu được anđehit nào cả. Tức là D là một phương án sai. Tức là ta cần chọn ở đây chính là phương án D. Kem khoanh D và câu hỏi kết thúc. Chúng ta cùng bước vào ví dụ tiếp theo như sau. Ở đây, trong câu hỏi này, em cần tìm ra phát biểu đúng trong số 4 phát biểu sau đây. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch, đúng hay sai? Phản ứng giữa axit và ancol khi có axit sulfuric đặc xúc tác là phản ứng một chiều, đúng hay sai? Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và rượu ancol, đúng hay sai? Cuối cùng, khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4O2 lần, đúng hay sai? Hãy cùng quan sát lại bốn phương án này và tự tìm ra cho mình đáp án đúng. Bởi vì nhờ vào tổng kết lý thuyết như trước, em sẽ hiểu rất rõ cặn kẽ từng mảng lý thuyết của ST. và chắc chắn em tìm ra câu, câu trả lời đúng cho câu hỏi này. là thầy sẽ giúp em nhé. Ở đây em thấy này, bốn phương án. Và em thấy phương án A, ta chưa xét phương án A rồi. Ta thử quan sát xuống phần B xem sao. Phản ứng giữa axit và ancol, phản ứng Este hóa có H24 đặc xúc tác là phản ứng nhớ kỹ giúp thầy. Đây là phản ứng thuận nghịch, không phải là phản ứng một chiều. Nên phản ứng một chiều là sai. Tiếp đó, tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được muối và ancol. Phản ứng này đúng nhưng không phải đúng cho mọi trường hợp. Bởi vì em hoàn toàn có thể thu được đúng không, biết, không phải luôn luôn đúng. Mà em có thể thu được cả anđehit, ceton, thậm chí thu được cả hai muối. Và cuối cùng, khi thủy phân chất béo, em sẽ không thu được ethylene glycol đâu mà em buộc phải thu được glycerol, tức là C3H5OH3 lần. Như vậy khi em đã loại trừ được B, C và D thì phản ứng thuận nghịch chính là phản ứng thủy phân este trong môi trường axit và phương án a là phương án đúng duy nhất của câu hỏi này em khoanh a và em lại nhớ lại thêm được kiến thức mà ta đã học từ đầu giờ chúng ta cùng bước sang ví dụ tiếp theo như sau cho các phát biểu sau chất béo được gọi chung là triglycerit hay tri axit glycerol chất béo nhẹ hơn nước không tan trong nước nhưng tan trong nhiều dung môi hữu cơ và c phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch một lần nữa nhắc về cái này rất thú vị. Chisterin, chiolin có công thức lần lượt là C17H33CO 3 lần C3H5 và C17H35CO 3 lần C3H5. Vậy trong bốn phương án trên thì số phát biểu đúng là bao nhiêu? Như vậy câu hỏi đếm như vậy, đây là câu hỏi vừa kết hợp giữa câu hỏi chọn phương án đúng sai và vừa kết hợp với đếm phương án. Học sinh rất hay sai ở những câu hỏi này vì đếm thiếu hoặc đếm thừa một phương án. Ta cùng quan sát. A à, đúng hay sai nhỉ? Rõ ràng Chất béo đúng là triglycerid rồi Đúng không ạ? Chúng được gọi chung là triglycerid Hay là triacin glycerol Cực kỳ chính xác Chất béo nhẹ hơn nước Nhớ lại ngay Trong phần sơ đồ hóa ta nói đến tính chất vật lý Đúng, chúng nhẹ hơn nước Không tan trong nước Và tan trong một nhiều dung môi hữu cơ Rất chính xác Vậy B cũng đúng là hai phát biểu đúng rồi Đúng chưa ạ? Tiếp này, thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng nghịch đương nhiên đúng ta vừa nói với nó xong cực kỳ chính xác và em thấy luôn là gì? phương án d cũng thấy rất đúng Chi stearin ở đây chính là este của glycerol và axit stearic c 17 h 35 coh đúng chistearin đấy rồi chiolin axit oleic là c 17 h 33 coh như vậy đây cũng chính là chiolin rất tuyệt vời nên rất nhiều em ở đây chỉ một ly thôi vì đã làm rất nhanh. Nên em chọn ngay đáp án là 4 và em đã sai. Câu hỏi này thực ra là một câu hỏi gài bẫy kem rất ghê gớm. Chính nằm ở chỗ chữ lần lượt này. Chữ lần lượt này ác ở chỗ. Chất đầu tiên này là chi olein. Chất thứ hai là chi -sterin. Người ta chỉ đảo ngược trật tự của nó thôi. Và nếu em nhìn chữ lần lượt này, em mới phát hiện ra đó là phương án sai. Vậy nên số phát biểu đúng ở đây không phải là 4 mà là 3. Các em cần khoanh 3 và 3 mới là kết quả cuối cùng. Vậy hãy cực kỳ cẩn thận với những câu hỏi đếm. Những đáp án nào gần đúng, suýt đúng cũng sẽ là đáp án sai nếu như ta hiểu kỹ, hiểu đúng bản chất của câu hỏi và đừng để mất điểm ở những câu hỏi như vậy em nhé. Chúng ta cùng bước sang sau đó chính là phần bài tập. Bài toán của ST sẽ dài từ những câu hỏi dễ nhất, tính toán đơn giản nhất đến những câu hỏi khó nhất những câu hỏi kiếm điểm 9, điểm 10 trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của các em. Vậy nên ở phần này ta không có đủ nhiều thời gian và ta chỉ nói đến những dạng phản ứng cơ bản nhất liên quan đến este mà thôi. Thì câu hỏi bài toán thứ nhất chính là dạng toán có liên quan đến phản ứng thủy phân este. Em hãy cùng quan sát phản ứng thủy phân este cơ bản như sau: este đơn chức RCOOR khi cộng với natri hydroxit, em thu được muối và ancol. Cái này ta đã nhắc trong phần lý thuyết rồi. Nhưng quan trọng nhất là em áp dụng vào bài tập như thế nào thì em nhớ cho thầy ở đây số mol của st là a thì số mol ancol đã phản ứng với nó cũng là a thu được số mol muối là a và số mol ancol cũng là a vậy ta sẽ có ở đây từ phản ứng nói trên với số mol như vậy ta sẽ có phương pháp giải cụ thể như sau thứ nhất đó là nếu như em gặp bài tập mà có hỗn hợp các st đơn chức thì em nên dùng phương pháp trung bình nhớ kỹ phương pháp trung bình này chuyên dùng cho hỗn hợp các este đơn chức và em sẽ biến một bài tập gồm có rất nhiều chất thành một chất duy nhất và nhiệm vụ của tất cả những bài tập thủy phân este là em đi tìm cho thầy R và R' đó chính là đáp án đúng của em sau đó ta có thể dùng phương pháp nữa chính là phương pháp bảo toàn khối lượng bởi vì bài tập này có este tác dụng với kiềm thu được muối cộng ancol nên có ngay công thức rất đơn giản là khối lượng của este cộng khối lượng của kiềm bằng khối lượng muối cộng khối lượng ancol nhưng nó chưa hay trong những bài tập tinh tế lấy điểm từ bắt đầu vận dụng đến vận dụng cao thì ancol este thông thường sẽ hết mà kiềm thông thường sẽ dư khi kiềm dư thì bảo toàn khối lượng có thể được mở rộng ra đó là khối lượng este cộng khối lượng kiềm lúc này lại bằng với khối lượng chất rắn cộng khối lượng phần hơi. Lưu ý giúp thầy là phần rắn ở đây gồm có. Chắc chắn trong đó sẽ có muối của axit carboxylic với kim loại natri hoặc kali và nó còn có cả kiềm dư nữa. Và đây chính là cái làm các em hay sai nhất em hiểu sai khối lượng của chất rắn Em chia khối lượng này cho số mol để tìm ra công thức của muối Và em sai mất bởi vì trong này còn có phần kiềm dư nữa Em phải trừ phần kiềm dư đó trước khi ta xử lý thông tin về muối Và ta sẽ nói phần đó sau Lưu ý Ở đây có một số lưu ý mà rất hay làm mất điểm các em Em cần chú ý cho thầy như sau Thứ nhất đó là người ta có thể thay natri hydroxit bằng kali hydroxit với các em thì cái này rất bình thường nhưng lưu ý cái bình thường này cướp điểm của rất rất nhiều học sinh Vì sao? Chúng ta vẫn làm việc với 40 Thay vì 56 là khối lượng của cao hát Đôi khi muối này Đáng lẽ em trừ đi 44 Trừ đi kali là 39 Em vẫn tiếp tục trừ cho 23 Và em mất điểm Đừng để mất điểm đáng tiếc như vậy Nhớ kỹ thầy Thứ hai là kiểm dư Như thầy vừa nói Lượng kiềm dư này làm thay đổi tất cả câu chuyện của em Em hãy loại trừ nó ra Loại trừ những tạp chất nho nhỏ đi để em hiểu đúng bản chất của muối, số mol của muối, em sẽ tìm ra công thức đúng. Hãy nhớ kỹ cho thầy điều đó. Và thứ ba, cuối cùng, đó chính là khi em gặp tỷ lệ của nao hát chia cho số mol của este đơn chức mà lớn hơn một thì chắc chắn là este này đã tiêu thụ nhiều hơn một NaOH. và đó phải là một trong số các dạng este đặc biệt mà thầy đã nói ở đầu giờ. Đó chính là este của phenol hoặc các đồng đẳng của phenol lưu ý những phương pháp giải và những chú ý trên sẽ giúp em giải quyết bài tập liên quan đến thủy phân este chính xác và tốt hơn rất nhiều. Chúng ta cùng bước vào một câu hỏi liên quan đến phản ứng thủy phân este như sau. Ở đây chúng ta xà phòng hóa tức là thủy phân trong môi trường kiềm 4,58 gam hỗn hợp 2 este bằng dung dịch kali hydroxit vừa đủ. Chú ý ta đã từng nói về kali thu được 6,3 gam muối của một axit carboxylic và 2,48 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau vậy công thức của este đó là công thức nào trong số những công thức mà chúng ta thấy ở dưới đây vậy thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu em thấy ở đây em nhìn thấy rất rõ khối lượng của este khối lượng của muối cũng như khối lượng của ancol nhưng ta còn thiếu khối lượng của một thứ rất đáng yêu và rất quan trọng đây chính là kali vậy em nghĩ ngay đến rõ ràng bài tập này phương pháp bảo toàn khối lượng cực kỳ phù hợp nhưng lại thêm một chú ý nữa là em có tới hai st nên ta nên dùng công thức trung bình và thầy gọi công thức chung của hai st là rco r, -R phẩy trung bình tại sao lại là r không phải r trung bình bởi vì ta thu được một muối đúng chưa khi một muối tức là gốc r giống nhau nó sẽ có gốc r phẩy khác nhau nên tôi sẽ để r phẩy trung bình và tôi để rõ ràng cho các em cùng quan sát. Ta sẽ viết phản ứng của nó với kali hydroxit. Và đương nhiên vì este mà trong đáp án hầu hết đều là este đơn chức nên ta sẽ chọn ngay este đơn chức phản ứng với kali hydroxit. Em thu được muối kali cộng với ancol. Và quan sát số mol. Em thấy nếu em để đây số mol là A thì cao hát đương nhiên số mol là A. Nhưng để tinh tế, ta có thể tính được trực tiếp số mol cao hát này thông qua bảo toàn khối lượng. Như vậy bài tập đã kết hợp rất khéo léo giữa phương pháp trung bình và phương pháp bảo toàn khối lượng. Trong bảo toàn khối lượng này, em thấy chỉ còn một ẩn số duy nhất ta còn sót lại chính là khối lượng của kali hydroxit. Vậy em bảo toàn ngay, lấy tổng khối lượng muối và ancol trừ đi khối lượng của este, em thu được khối lượng kali hydroxit phản ứng vừa đủ là 4,2 g. Việc tính số mol của kali hydroxit sau đó cực kỳ dễ, nhưng nhớ đừng chia cho 40 của NaOH Mặc dù số mol cũng đẹp tương đối nhưng em sẽ ra sai. Phải chia cho 56 là khối lượng phân tử của kali hydroxit. Em thu được 0,075 mol. Thì có số mol rồi. Nó cũng chính là số mol của este vì phản ứng vừa đủ. Nhưng cái hay nhất là chỗ là em không nên tìm este ngay mà em nên tìm từ muối sau đó tìm ăn cồn. Ở muối thì sao? 6,3 gam muối em sẽ có khối lượng phân tử của muối vì số mol của muối cũng là A tất cả đều là A. Số mol muối sẽ là 0,075. Thì khối lượng phân tử nó sẽ là 6,3 chia 0,075. Các em tìm ra phân tử khối của muối là 84 gram trên mol. Dừng một vài giây. 84 gram trên mol này nó sẽ đúng bằng R cộng với CO2 là 44 cộng với kali 39. 44 cộng 39 đã là 83 rồi. Vậy nên chắc chắn R chỉ còn bằng 1. Và khi R bằng 1, nó sẽ là gốc hát. Nhớ em trừ nhầm cho 23 là em sẽ ngồi ở bài này khá lâu đấy. Nhưng nếu em trừ đúng, thì em sẽ có R chính là hát. Mà R là hát, đến đây em có thể chọn đáp án được rồi. Nhưng để cho bài tập trở nên đầy đủ hơn, chúng ta sẽ cùng đi nốt ra ancol. Em thấy luôn, số mol ancol cũng sẽ là cũng sẽ là 0,075. Vậy nên khối lượng phân tử nó sẽ là M trung bình bằng 2,48 chia cho 0,075 em ra là 33,067. Và 33,067 này bằng r phẩy cộng 17 của OH. Nên r phẩy sẽ bằng 33,067 trừ đi 17. Và nó sẽ là 16,067 lớn hơn 15, nhỏ hơn 29. Vậy rất rõ ràng, hai gốc này sẽ là gốc CH3 và gốc C2H5. Vậy hai ancol tương ứng mà em cần tìm là CH3OH và C2H5OH. Và quá rõ ràng rồi, khi em đã tìm ra hai gốc đó thì đáp án của em không thể khác được, đấy chính là đáp án A. HCOCH3 và HCOC2H5. Em khoanh A và câu hỏi của chúng ta kết thúc rất đơn giản. Chúng ta cùng bước vào ví dụ tiếp theo như sau. Cho 13,6 g phenylacetat tác dụng với 200 ml dung dịch natri hydroxit 1,5 m. Đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X Cô cạn x ta thu được A gam chất rắn khan Giá trị của A là bao nhiêu Trong số 4 đáp án Một câu hỏi rất đơn giản Nhưng đòi hỏi chúng ta phải nhớ và nắm chắc các kiến thức Các em cùng quan sát Ở đây Phenylacetat có công thức là CH3 CO C6H5 Như vậy thì với công thức này Em dễ dàng tính được phân tử khối của nó Bằng việc lấy 15 cộng với 44 của CO cộng với C6 H5 tức là 72 cộng 5 là 77. Thì phân tử khối ra là 136. Tức là việc em tính số mol của phenylacetat cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Từ đây, nếu luôn giúp thầy là công thức phân tử cho em phân tử khối và cho em các nhóm chức. Hãy nhớ như vậy nhé. Nên ta sẽ dùng ngay nó để tính toán và làm việc. Ta có ngay số mol của phenylacetat là 0,1 mol. Từ số mol này ta đưa vào phản ứng thủy phân với natri hydroxit và nhớ tỷ lệ phản ứng không được phép quên đấy là tỷ lệ 1:2. 1 este với 2 natri hydroxit em thu được không phải là một muối mà là hai muối. Một muối của axit carboxylic và một muối của phenol. Em có hai muối. Và khách giải bài tập này hay nhất, tinh tế nhất hãy thử nghĩ cho riêng mình nhé. Cho đó thầy giúp các em. Hay nhất là việc em dựa vào chính số mol của este phản ứng và số mol nước cuối cùng để tính khối lượng thì hay hơn rất nhiều. Bởi vì em biết rằng cái chất rắn x này, dung dịch x này, nó sẽ gồm có cả muối và nào hạt dư. Vậy nên nếu như em cứ tính đầy đủ, thậm chí kể cả nào hát dư đi, cả muối đi, thì việc tính đoán của em sẽ cồng cành và lâu hơn rất nhiều. Nhưng nếu em tinh tế, em chỉ cần bảo toàn khối lượng, chỉ mất một tích tắc thôi là ta có kết quả cực kỳ đơn giản như sau Em có khối lượng phenylacetat Có rồi Cộng với khối lượng natri Bằng tổng khối lượng chất rắn Cộng với phần hơi ở đây duy nhất là phần nước Nên ta có Rất đơn giản Thay các giá trị tương ứng Chất rắn sẽ bằng 13,6 Cộng với khối lượng natri là 0,3 Nhớ kỹ thầy 0,2 x 0,15 Số mon nào hát đây phải là 0,3 mol Nên phải lấy 0,3 x 40 Rất nhiều bạn trong quá trình tính toán Em quên mất dùng natriuroxid tỷ lệ 1,2 Là 0,2 mol Nên sẽ tính sai đấy 0,3 x 40 Và trừ đi khối lượng của nước là 0,1 x 18 Ta có ngay khối lượng chất rắn Là 23,8 gram Một câu hỏi nâng cao khó Với một phản ứng rất khó Mà chỉ mất vài giây Kết quả của em là 23,8 gram Em chọn đáp án D và câu hỏi kết thúc chúng ta cùng đi vào dạng bài tập thứ hai cũng rất phổ biến với các este đây chính là phản ứng đốt cháy este phần đốt cháy este này ở trong những câu hỏi vận dụng và vận dụng cao nó thường được kết hợp lồng ghép cùng với phản ứng thủy phận tuy nhiên trong phần này vì thời gian có hạn chúng ta chỉ kịp làm về phản ứng đốt cháy của các este đơn giản gồm có este no đơn chức bạch hở thì việc đốt cháy nó quá đơn giản em sẽ quan sát CNH2NO2 khi đốt cháy sẽ thu được N, CO2 và N nước Với small nước và CO2 đúng bằng nhau Và lượng oxy tiêu thụ sẽ là 3N 2 trên 2 oxy Còn với este không no nhưng đơn chức Nó sẽ có K lên kết pi trong mạch carbon Thì công thức sẽ là cnh H2N 2 k O2 Khi đốt sẽ thu được N CO2 cộng với N trừ K nước Thì tổng lượng oxy đã dùng sẽ là 3N trừ K trừ 2 tất cả trên 2 và nhớ là cách làm bài tập liên quan đến đốt cháy este gần như cực kỳ đơn giản với các em gồm có ba phương pháp chính như sau thứ nhất đó là trung bình bởi vì trong một bài tập rất hay gặp là đốt cháy hỗn hợp este nên trung bình cực kỳ phù hợp nhưng không phải công thức trung bình giống phần thủy phân nhé công thức trung bình trong phần đốt cháy phải lộ ra được số carbon số hydro số oxy nên nếu như este no đơn trước mạch hở thì em nên để công thức trung bình là cn trung bình h2n trung bình o 2 nếu như ST không no thì em nên để là CN trung bình H2N trung bình trừ 2K trung bình O2 Còn nếu ST bất kỳ Em thể để là CX trung bình HI trung bình Z, OZ trung bình Nên tìm dễ cái Z rất đơn giản Phương pháp thứ hai Đương nhiên rất hay gặp với ứng đốt cháy Chính là bảo toàn nguyên tố Trong này thì hay gặp nhất chính là bảo toàn nguyên tố oxy Nếu như ST đơn chức như hai trường hợp thầy vừa nêu Thì chắc chắn sẽ có hai oxy Cộng với số mol của O2 đốt cháy nhân 2 sẽ bằng số mol CO2 nhân 2 cộng số mol nước. Rất đơn giản. Và cuối cùng, không thể quên là bảo toàn khối lượng. Khối lượng ST cộng khối lượng oxy đã dùng để đốt sẽ luôn bằng khối lượng CO2 cộng khối lượng nước. Và như vậy em có thể giải được những câu hỏi cơ bản nhất liên quan đến phần đốt cháy ST. Ta thử đi vào một số ví dụ như sau. Ví dụ thứ nhất, đốt cháy 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 ST đơn chức có phân tử khối hơn kém nhau 14 đơn vị carbon. Thu được 5,6 lít CO2 và 4,5 gam nước. Khối lượng của este có phân tử khối nhỏ hơn trong X là bao nhiêu? Đây là một câu hỏi rất dễ, chỉ giúp các em luyện lại rất chắc phần trên mà thôi. Và rõ ràng khi em gặp hai este thì hay nhất là dùng công thức trung bình. Nhưng nó là este đơn chứ, liệu có no hay không? Chỉ lưu ý, ở đây em sẽ thấy, em nhìn vào số mol CO2, em nhìn vào cả số mol nước nữa nó bằng nhau Nó cùng bằng 0,25 Vậy hai este này phải cùng đóng góp để ra số non nước bằng CO2 Bởi vì chỉ cần một este không no thôi Lập tức là nước sẽ nhỏ hơn CO2 ngay Vậy nên chắc chắn cả hai este đều là no Đơn chức mạch hở Và khi như vậy ta thể đặt công thức chung của chúng là cnh 2 n trung bình O2 Và số mon đương nhiên là 0,1 mon theo đề bài Lưu ý Vậy em có ngay số mon của ta mà nó có n trung bình carbon thì bảo toàn carbon em có ngay số mol của co2 cực kỳ dễ dàng là 0,1 nhân n trung bình và nó đúng bằng hơi một nhân n trung bình này đúng bằng không phải nhưng lưu ý có một dữ kiện nữa dữ kiện này thuộc vào những dữ kiện không số và nó cho ta rằng khối lượng phân tử của 2 st hơn nhau 14 tức là chúng có thể nói gần giống như đồng đẳng kế tiếp trong những trường triết ta đã học Tuy nhiên, ST cái khái niệm này rất mông lung nên ta cần lưu ý kỹ chuyện này. Ta chỉ cần biết rằng chúng có hơn kém nhau 14 đơn vị carbon, tức là hơn kém nhau 1 CH2. Mà khi hơn kém nhau 1 CH2 thì số carbon hơn kém nhau 1. Và khi số carbon hơn kém nhau 1 thì ta chỉ cần tìm ra N trung bình, ta tìm ra được công thức của chúng. Được chưa ạ? Vậy, ta sẽ đi tiếp nốt vào việc tìm ra N trung bình như sau. Số mol của CO2 theo bảo toàn carbon như thầy vừa nói đúng là 0,25. Nó bằng 0,1 nhân N trung bình vậy vài giây thôi em thể nhìn ngay được nơi trung bình là 2,5 chính xác và 2,5 này kẹp giữa 2 và 3 và điều tuyệt vời hơn thế khi em tìm ra số carbon rồi thì ta còn phát hiện ra một điều nữa là khi n trung bình theo phương pháp trung bình mà ta nói ở trong chương trình chinh phục kỳ thi với lần trước khi n trung bình kẹp giữa hai giá trị thì đương nhiên số mol của hai chất chính giữa nhé thì số mol hai chất phải bằng nhau và nó đúng bằng một nửa số mol hỗn hợp vậy hai este mà ta cần là C2H4O2 và C3H6O2. Số mol của chúng sẽ nửa hỗn hợp là 0.05. Và việc tìm ra este có phân tử khối nhỏ hơn C2H4O2 có khối lượng bao nhiêu với kem em này là quá đơn giản rồi. Nó chỉ còn là 0.05. nhân với m lớn của ST bằng 60. Em ra kết quả là 3 g. Đáp án cần chọn ở đây là C và em khoanh C. Câu hỏi kết thúc rất đơn giản như vậy thầy trò chúng ta vừa khép lại phần tổng hợp kiến thức có liên quan đến trường Estelipid trong sách giáo khoa của em chưa đủ để chúng ta đi hết tất cả các dạng bài tập. Các em cần phải truy cập thêm vào website để làm các bài tập thầy đã soạn sẵn nó rất giống với các bài trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia các năm trước đây. Vì sao vậy? Bởi vì năm nay sẽ dùng lại cỡ chừng 20 đến 30 phần câu hỏi của những năm trước nên các em cần làm đầy đủ các dạng bài tập mà thầy cung cấp đầy đủ trong website của chương trình và khi em luyện tập đầy đủ dựa trên những gợi ý trong phần video thầy đã nói và kiểm tra kết quả một cách chính xác nhất em sẽ luyện vững chắc và tự tin để bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới chúc em thành công